Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong. Kênh luôn chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế làm vườn, chăm sóc cây trồng. Có bác ở trên Hà Giang, bác hỏi là cam Hà Giang, đặc biệt là cam sành Hà Giang thì một năm vãi đạm bao nhiêu lần và thời điểm này vãi được không, vãi như thế nào cho nó hợp lý. Hôm nay mình sẽ lại làm video mình chia sẻ với mọi người về cái dòng bón đạm, dòng cho cây có múi, cam sành hay là cam Hà Giang hay bất cứ cam bưởi thì đều giống như nhau, nó là họ nhà cây có múi mọi người nhé. Áp dụng đều một biện pháp cho đạm nó đạt hiệu quả và mức độ bón nó như thế nào thì hôm nay mình sẽ làm video mình chia sẻ với mọi người về cái quy trình và cách bón đạm cho nó hợp lý từng theo từng tùy từng cái độ tuổi của cây mọi người nhé. Như bác hỏi thì hôm nay nhà vườn mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái cách của nhà vườn mình hãy làm. Đó, nhà vườn nhà mình vẫn hay thường xuyên làm để bón đạm cho cây. Mình cảm thấy rằng nó hiệu quả đối với mình thì mình chia sẻ. Hy vọng rằng video sẽ giúp ích và cũng là cái tư liệu để cho mọi người tham khảo. Thì mọi người xem, mọi người nếu cảm thấy rằng video mình chia sẻ đúng thì mọi người hãy làm theo mọi người nhé. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người để bón đạm cho dòng cây có múi nói chung. Thì ở cái thời kỳ để chia như mình nói, đó là ở các giai đoạn thì ở cái thời kỳ kiến thiết cơ bản và cái thời kỳ kinh doanh mọi người nhé. Thì ở cái thời kỳ kiến thiết cơ bản thì các bạn lên thiên về đạm nhiều hơn, thành phần đạm, đừng bón NPK nhiều tổng hợp. Tại vì NPK tổng hợp nó bao gồm tất, nó sẽ dư tồn ở trên mặt đất nó rất là nhiều. Mà khi ở cái giai đoạn kiến thiết cơ bản thì cái dòng phân đạm là cái dòng phân nó dễ tan và nó sẽ không tồn đọng ở trên trong mặt đất đâu mọi người nhé. Nếu mà mưa to thì nó ngấm sâu, mà nắng thì nó bốc hơi. Đó, nên là mình vãi lúc ẩm, lúc trời, thời tiết ẩm và thời tiết nó mát mẻ thì cây nó sẽ hấp thụ ngay, nó không bị tồn đọng ở trên rễ, nó không làm bị ngộ độc rễ khi mọi người bón nhiều lượng nó đủ mọi người nhé. Nên là thiên về khi ở cái thời gian cam còn cây đang kiến thiết ở cơ bản thì mọi người thiên về nguyên phần đạm là đẹp hơn. Tại vì đạm là nó cung cấp, nguyên lý của đạm là nó nuôi cái cành, nuôi lá mọi người nhé. Nó tạo ra cái protein, nó cung cấp cái protein nuôi cái tế bào sống ở trong cơ thể của cây, trong bản thân của cây trồng. Nó tạo ra cái acid amin và nó tạo ra các protein, sau đó nó tốt cho cái quá trình quang hợp và tốt cho cái chất diệp lục ở trong cái lá. Vậy nên là đạm là mọi người thiên về cái quá trình khi cây nó còn đang ở cái thời kỳ kiến thiết cơ bản. Mình nói lại với mọi người nhé, đó là ở cái thời kỳ kiến thiết cơ bản thì mọi người thiên về đạm nhiều hơn. Và mọi người vãi tùy theo mức độ, khi mới rồng thì mọi người vãi một rúm và xa gốc. Tuyệt đối khi đã vãi bất cứ loại phân gì là mọi người phải cách gốc ra bé, là cách gốc 30 phân. Lớn nên vanh theo tán thì mọi người sẽ vãi vanh theo tán. Đó là kỹ thuật để vãi phân mọi người nhé. Thì năm đầu là một rúm, năm mới trồng thì một rúm thôi. Mọi người hòa ra thành nước tưới là tốt nhất, cũng vẫn phải cách gốc. Sau đó khi cam nó to lên 2-3 năm tuổi thì mọi người cứ tăng dần. 1 năm tuổi là mọi người sẽ vãi 0,5 đến 0,8 gram. Đến 2 năm tuổi là mọi người sẽ vãi lên 1 gram đến 100 gram đến 1 lạng rưỡi đó. Và khi cam 3 năm thì mọi người vãi đến 2 lạng. Đó là mọi người vãi theo vanh tán. Và khi năm thứ 3 bước vào kiến thiết cơ bản thì mọi người bắt đầu cho NPK nhiều hơn. Có nghĩa là mọi người sẽ cần thu quả rồi thì mọi người phải cho những hàm lượng cân đối để nó nuôi cả quả. Không nó sẽ thiên về một cái gì đó là nó sẽ làm cho quả bị khô xốp rồi là không mất chất cân đối về chất dinh dưỡng. Vậy nên là khi đã có cây nó đã có được bước vào thời kỳ kinh doanh là mọi người tiến hành vãi NPK cho mình. Đó là cái nhà vườn mình thực tế nhà mình làm thì mình chia sẻ với mọi người, vừa rẻ mà vừa đạt hiệu quả. Mà ở cái thời kỳ kiến thiết cơ bản mọi người chuyển thành đạm cá rồi là các đạm như trứng ngâm rồi là chuối ngâm hoặc là đậu tương ngâm để mọi người tưới thì nó mới là cực kỳ là tốt. Tại vì xu thế bây giờ chúng ta chuyển thành cái dòng phân hữu cơ để bón thì cây nó không bị ngộ độc mấy mọi người nhé. Đó là mình chia sẻ với mọi người thật kỹ ở cái giai đoạn bón đạm ở cái thời kỳ kiến thiết cơ bản. Còn ở cái thời kỳ khi cây bước vào kinh doanh thì như bạn hỏi là có nên bón đạm vào thời điểm này hay không, hay là bón vào như thế nào cho hợp lý, thì mình chia sẻ với mọi người là nhà vườn mình cũng vẫn đang áp dụng làm là một năm mình vẫn bón 2 lần đạm cho cam thu quả. Đó là cái lần thúc lộc, đón lộc mọi người nhé. Và cái lần sau khi thu quả để phục hồi cây là mình bón vào 2 cái thời điểm đó. Bất cứ cam hay bưởi hay là cam sành hay cam gì như bạn hỏi thì đều bón áp dụng
đó là mình nghĩ rằng là áp dụng theo cách của mình là hợp lý. Tại vì khi lộc nó đang ra thì mình cần phải nuôi những cành, nuôi lá, nuôi lộc thì mình phải thúc cho những cái dòng mà nó thiên về cái chất diệp lục thì mình phải thiên về đạm nhiều hơn. Thì các bạn phải vãi trước để đón lộc. Có nghĩa là tháng 2 là cái tháng ra lộc, tháng 2 dương là cái tháng ra lộc, thì mình phải bón trong cái tháng 2 là bón đạm khi lộc mắt cua nó đang nhú. Mình vãi nguyên thành tận đạm được. Mỗi cây thì tùy theo liều lượng của cây, mỗi cây ít nhất phải tầm 2 lạng đổ lên thì mọi người vãi theo vanh tán và mọi người tưới. Mọi người nhá, đó là nguyên đạm. Và mọi người vãi theo cái vanh tán để mọi người tưới. Độ ẩm giữ là thúc để đón chờ lộc, lộc nó ra nó sẽ dài và mập và nó sẽ khỏe cây. Và điểm thứ hai là khi cắt quả xong là mọi người cây bao giờ nó cũng sung sức. Mọi người cứ để ý, khi cây cam kể cả yếu thì yếu, nhưng khi nó còn quả, quả có nghĩa là quy định là cành là cha, lá là mẹ, quả là con mọi người nhé. Nên là khi mà cây vẫn còn, quả vẫn còn thì cây nó yếu thì yếu nhưng mà nó vẫn cứ phải sống để nó duy trì, nó nuôi quả của cây. Nhưng mà khi mọi người cắt xong một cái 3-4 ngày sau mọi người vào, cây nhìn rũ luôn. Cây nào mà lá vàng nó sẽ rụng sạch luôn. Nhưng mà khi còn quả thì cây lá nó chỉ rụng lẻ tỉa thôi mọi người nhé. Nhưng mà khi cắt quả xong là cây nó sẽ vàng, nó rụng sạch luôn. Nếu mà những cây yếu, còn những cây khỏe thì nhìn thấy nó xuống cấp luôn. Đó là nó cảm tưởng như là bản thân của cây nó sẽ trở về mo của cây. Vậy nên là mình là phải phục hồi ngay sau khi nó đã cắt quả xong, là mình phải vãi đạm để cho cây nó sinh tồn, nó xẻ, nó hấp thụ lại để nó nuôi dưỡng cành, nuôi dưỡng lá, nó phục hồi lại cái sức khỏe của cây. Sau đó mình mới lại tiến hành mình xử lý và mình làm để cho mùa hoa sau. Vậy nên là cái chu kỳ để bán quả sớm trong cái thời gian nhất định để mình bán, để mình làm là cũng rất là quan trọng. Rất là nhiều nhà vườn để quả nó muộn quá thì nó không kịp cái thời gian ngủ nghỉ ở cây, thì năm sau mặc dù có khi là sai thật nhưng sức bền của cây nó sẽ giảm, nó sẽ chết cây, tại vì nó không có thời gian để ngủ nghỉ. Cũng như con người phải sinh đẻ xong thì phải có thời gian để ngủ nghỉ thì nó mới lại có cái lực để nuôi tiếp cây. Nếu không nó vắt kiệt quá thì cây nó sẽ suy kiệt, không chết bộ rễ thì cây nó cũng suy kiệt, vì cái bản năng của nó quá ép nên là nó sẽ suy kiệt, suy thoái của cây, lão hóa của cây mọi người nhé. Đó là mình chia sẻ thật kỹ với mọi người về cái giai đoạn cũng như là cái cách quy trình để bón đạm cho cam thời kỳ chín thiết cơ bản, và cái cam đang thu hoạch thì bón như thế nào, cũng như là lời giải đáp cho bạn. Đấy là mình chia sẻ những cái mình đã làm và thực tế mình làm. Hy vọng rằng video có thể giúp ích được cho mọi người, không thì cũng là cái tư liệu để cho mọi người tham khảo từ cái vấn đề của nhà mình bón, để mọi người có được những cái chuẩn nhất để mọi người chăm vườn cho mình cho nó thật đẹp. Hy vọng rằng video sẽ giúp ích được mọi người. Mọi người xem, mọi người nhớ cho mình một like, nút đỏ đăng ký phía dưới, cộng theo mọi người chia sẻ rộng rãi cho bạn bè cũng biết đến kênh của mình, để giúp cho kênh của mình phát triển mạnh hơn nữa mọi người nhé. Đến đây mình xin nói lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người.